Vì cái lượng sát thương không phải là vấn đề của Thiên Oan bây giờ, và thậm chí cái khả năng chống chịu cũng chẳng phải vấn đề của họ khi mà owner đang cực kỳ trâu với cái tụ bão dích trên người, cộng thêm là ra máu qua bốc nữa. Thấu kính đã phát hiện được là trâu, chứ mà đồ này cũng qua Yoshi để anh ta chết anh ta rồi. Xong Keria flat xuống CC các bạn, bạn thấy không, đùi của DK một cái là không có CC nào cả để đánh giữ Nidali ấy. À nhưng mà Pok thôi một hồi thấy cũng đau à. Bài vàng đại bác xong phải giáo vào à. Đau à, đau à, đau à, đau à, đau à, đau à. Faker đang ăn con cóc, còn rất phủ cho Faker ăn con cóc. Và các thành viên của DK ăn được con cóc. Thành Trường cái bóc phí thần và King Gun chết quá nhanh rồi. Ubayushi thì khá trâu, Ubayushi chưa nằm luôn. Sức mạnh của bốn tiến công nỏ từ thủ anh em ơi. Năm anh em đều cùng ăn mạng. Đội hình của DK cảm giác là nó không ngon bằng ấy, tức là không khó chơi hơn đội hình của T1 rất là nhiều nhá. T1 đi đường vừa mạnh này, Koki Ristada kéo cân đường giữa nhá, Rumble kéo trên đây chóp đoạn đầu nhá. Adreata hơn kéo Leona với Jerry nhá. À, chơi tốt là T1 họ có thể có áp lực sớm được. Chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên cuộc chạm trán. Landing của T1 khá là ok nhá. Mình cảm giác là landing của T1 khá là ok á. Và bàn pick của T1 ván này rất là tốt. Phần nhiều là do DK có quả ban Senna TF tín quá. Cảm ơn các bạn DK. Ván này và T1 thua thì đúng là không đổ cho cái gì được các bạn ạ. Đúng là không đổ cho cái gì luôn á. Đội hình của T1 là đội hình vừa đi đường ngon hơn nha. Astreata đi đường tốt hơn Jerry Lulu, à Leona này. Rumble đi đường tốt hơn so với Aatrox, áp lực luôn với Thiêu Đốt này. Koki kéo ngang với lại Tristana, có một đánh nhau luôn à. Đi sát người luôn đến từ vị trí của Faker nhưng mà dính cái bọc thuốc nổ hơi đau rồi. Faker cộng bước chân thần tốc và muốn đổi máu với lại Showmaker thì chắc là Faker lại. Cho nên là anh ta hơi khó cái việc trụ đường sau là Faker. Tức là phải OD liên tục đúng không? Showmaker. Faker kìa. Faker anh ta có thể dừng rồi. Nhưng anh ta vẫn cố gắng lau lên, bây giờ anh ta nghĩ rằng lời chắc luôn đến từ Faker rồi, nhưng mà không hiểu lý do tại sao pha vừa rồi lại như thế. Từ owner sẽ có nhiều diện động để chơi hơn. Đã tới được rất rồi, King Gun khá là tỉnh và Flash đi vẫn bị đóng băng theo tình huống cánh dưới có đánh nhau luôn. Quay xin bị đẩy Thiêu Đốt. Thôi. Cú hóa chết rồi. Vẫn đang bị kẹt lại. Lucid đang chạy tới và sẵn sàng có một cú cắn tốc lên cắn cắn theo. Có cú cắn nhưng không bị đứng lại để bị hạ gục. Nidali ăn mạng. 21 chính trên Plus kia. Đứng trên có đánh nhau và chắc chắn là cái pha đấy thì King Gun sẽ chết rồi. Đây là Cam lia xuống cánh dưới. Và đường dưới thì Lucid cũng can thiệp thành công để khiến cho pha đua kill ở đường dưới trở thành pha 3-2 và T1 bắt buộc phải bỏ lại mạng của Kera, chính xác là Humayusi trong nhịp vừa rồi, và xạ thủ T1 cũng đã mất hai phép bổ trợ. Đây là một tình huống tấn công rất hay, có hiệu quả đến từ phía của DK. Ngược lại ở cánh trên thì King Gun cũng đã mất đi tốc biến nhưng ta quyết định giữ lại cái cơ mana của mình để có thể hỗ trợ. Nó có bước chân đang cố gắng hưu hồi máu lại. Người ta vẫn đang muốn kiểm soát. Nhưng mà bây giờ cái chúng ta sẽ cần phải nhìn nhập nhảy lên áp lực vàng và Umayoshi tiếp tục bị cà vào dưới bot này khi không còn tốc biến nữa. Cắm mắt phát hiện ra đối phương chưa đây. Guma ơi Senju xuống bot rồi, bắt buộc phải có những cái tình huống can thiệp thôi. Nhưng bây giờ thì đang là lợi thế phép bổ trợ cho DK nha. DK đang có lợi hơn một cái tốc biến của vị trí Aiming và Kaolin. Trong khi đó thì bộ bot của T1 đang không có phép bổ trợ nhưng vẫn muốn đánh nhau. Bắt tay thành công lại băng tiện Bola trồng vào, quá nhiều hiệu ứng và đó là mạng. Bất tỉnh. Và một pha di chuyển. Người bất tỉnh. Hợp đủ nhân lực. Họ phải trả giá bằng việc xạ thủ Aiming quá tự tin vào cái tốc biến trên người của anh ta. Ta không kịp phản ứng với bất đó là Senju Bola hợp chất điên loạn kết hợp với lại đại băng tiễn ở tầm gần. Xuống hai đều là mạ gục và T1 họ sẽ có thêm hai dòng nguyên tố cho T1. Đó là con dòng gió. Hai dòng đã có gì cho T1 rồi. Dòng nước 6 sâu đổi lấy hai dòng. Đội hình có Tristana đẩy cánh với cái áp lực 6 sâu thì đây vẫn là một cái lượt gọi là một cái bắp khá là tốt cho DK. Vấn đề mà T1 cần phải giải quyết ở trong những phút tiếp theo. Nhưng mà có quá vừa rồi Aiming hơi sơ suất nhỉ. Và anh ta cũng hơi tự tin với cái thanh tẩy của mình quá. Anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ có thể né được một và anh ta sẽ có thể sử dụng. Chẳng phải đánh nhau sứ giả khi mà họ không có tê lê của Faker. Món trang bị khởi đầu mà anh ta lên bỏ à? Nó sẽ phát huy mạnh như thế nào? Bởi vì Aatrox đẩy bot có tê lê, rớt thì không có tê lê lại thế về mặt tê lê dành cho DK và họ đang muốn đánh con sứ giả này. Con sứ giả rất nhạy cảm đến từ hai đội và DK mà ăn con sứ giả này là mất trụ bộ đường giữa của T1 á.
rồi nhấp nhả để kinh gần đẩy thôi, nhấp nhả để kinh gần đẩy thôi, rất khó chịu đến từ DK, họ không bỏ hẳn con sứ giả. Họ ra ép. Thì quan phải bỏ sứ giả thôi, tốc biến thiên đình kiếm vào và Zerg đang bị vây bởi hai người, quá khó rồi. Aiming đã có được bài hạ gục đầu tiên cho bản thân của mình. 6 sâu với sát thương của Aatrox thì cũng là đủ thôi. ADK có một pha macro quá tốt, họ không bỏ hẳn sứ giả nhấp nhả. Kelinita không bao giờ bỏ lỡ những thời cơ đó để có thể làm choáng và hạ gục được đường trên của T1 cùng với người chơi xạ thủ. Mình sẽ làm tròn trách nhiệm của mình là ok xong. Mọi thứ đang cực kỳ thoải mái. Rồi Aiming sứ giả nhưng mà không có vấn đề gì cả. Dùng Umayushi dính giáo, Umayushi dính giáo nhưng Bola bằng cover khá tốt, đại bằng tiến vào nhưng mà sát thương T1 đâu, sát thương T1 thiếu. T1 thiếu đam. Mưa tên lửa đến từ rớt, mưa tên lửa trải ra, keo lên không tốc biến nằm lại. T1 muốn vào con hang rồng rồi, chắc chắn rồi. Đây sẽ là tình huống mà nếu mà gỡ được con rồng này thì sẽ là một cái lợi thế, nhưng mà máu của Honor đang rất thấp và kinh ngần thì còn chiến binh tận thế. Cần phải để ý đến con Aatrox của đối phương. Q1W rồi Honor. Showmaker. Rồi sau cúp của anh Thàn chặt hết. Quá nhiều thứ trong pha vừa rồi mà T1 họ thiếu. Họ thiếu cái gì? Họ thiếu sát thương, họ thiếu chiêu, họ thiếu phép bổ trợ, họ thiếu cả mana nữa, phải cơ khúc mana. Rớt không tê lệ, à không có pha lát trong pha này, lại thái dương hạ san, lại dậm nhảy tên lửa vào. Đại chủ chắc chắn là đi rồi, làm sao mà sống được. Showmaker, Faker nuôi quái vật. Gì ấy? Bắt tay. Đám đủ không ta? Ủa? Nó khiến cho nếu như bây giờ ăn thêm cái trụ này thì có thể khẳng định rằng là bên phía của T1 có thể gật đầu hài lòng chút xíu, nhưng chắc chắn không thể nào gọi là họ vui được, bởi vì nếu như mà gục đó rơi vào tay của Faker, mọi thứ nó sẽ khác hơn một xíu. Đúng rồi, như vậy rõ ràng Faker thì hiện tại anh ta rất cần những cái lượng tiền vừa rồi. Cái trụ mình đó vẫn được mạng trụ được chia tiền bởi vì có 3 người cùng phá hủy, đối phương không có phép hỗ trợ, không có chiêu. Anh ta vẫn đang cần có hợp chất điện loạn đấy từ Keria nha, có hợp chất điện loạn. Mình không có tẩy, mình không có tẩy. Umayushi đang di chuyển lên cánh trên và Kaelin nếu bỏ pha này là anh ta đi chắc luôn, bắt tay ngược lại chơi luôn được. T1 chơi được. Cái lợi thế đến từ bên phía của DK thì đang là cái phép bổ trợ, tức là Kingan có chuẩn bị có tele kìa, còn rớt thì sẽ không, cái thiêu đốt của anh ta sẽ càng ngày càng phế. Baron luôn rồi, xong rớt phải di chuyển ra, không có mưa tên lửa, không có bô la băng. Ngay lập tức Tristana của Showmaker đang rất mạnh. Honor đây không có quá nhiều chống chịu. Phải nhìn cái lượng máu mà ta mất, mất không phanh. Showmaker chỉ mới có Showmaker đang là một con Tristana quá khủng khiếp khi mà anh ta 4-0-1 và chuẩn bị là nổ thần Dominic ở Dota 3. Chỉ có máu và máu mà thôi. Cái tụ bão Zek đấy nó Baron ăn được á, ăn được Baron á. T1 phải tỉnh trong pha này, họ vừa bấm B về nhà một cái tham minh bấm B rất tệ đến từ T1 và họ có thể mất trắng con Baron này luôn. Ứng tiến phát hiện ra rồi, mưa tên lửa trải ra, phải trải mưa tên lửa ra, trải mưa tên lửa ra, đúng vậy, trải mưa tên lửa ra làm mềm trước. Honor xuống, Honor không xuống được rồi. Honor không xuống được, Umayushi thì bị cản lại. Không một ai che chắn thì Umayushi trong cái tình huống này và ta nằm xuống 3 lần trong khoảng trận đấu rồi. Được gì? Và từ đó chúng ta nói rằng đây là một con rồng free dịch cho bên phía của đội hình của T1 rất là ngon. Đội hình của T1 là cực kỳ ngon ở các landing, ba đường đều ngon. Nhưng tôi không hiểu lý do tại sao mà T1 đánh thật sự là đang làm cái gì ở cái meta này vậy. Cũng đang được mở ra không phanh thì cơ hội của họ để có được thêm lượng tiền. Bot ngon. Sau cái khoảng thời gian này, mid tự nhiên tự hủy pha đầu để con Tristana nó xanh. Rumble chỉ được rồi, Bula mở vào Leona bắt tay vào giết mọi thứ vào Kaelin. Nguồn tài nguyên bỏ ra khá nhiều và phía của Diplaskia đang cần phải lùi về. Còn trong đó T1 tài nguyên của T1 là rất nhiều rồi đó, 3 chiêu cuối nhá. Lại trong thời điểm này họ phòng thủ thành công rồi. Họ mất Bula băng, họ mất Lucid. Lucid sẽ có thể thoát thân về được thành công. Anh ta muốn đặt nhiều tham vọng hơn. Anh ta muốn trong được bồ xanh. Ưng Tiện đã thấy được có vị trí đứng của Lucid. Honor sẵn sàng. Showmaker đang rất mạnh nhờ và trồng máu Keria kia. Chúng Umayushi. Umayushi bắn 1-2 luôn. Nhưng bỗng nhiên bây giờ Aiming đang một mình đang lạc lõng. Anh ta đang bị thiếu đốt, anh ta đang bị đốt vô cùng đau đớn. Anh ta mất đi cái nọ tự thụ và anh ta cần phải lùi ra xíu. Aiming sử dụng W không làm chậm đợi ai cả và phía DK vẫn lùi về được thành công.
một tình huống nỗ lực để có thể lấy đi được tất cả những bài cờ nhắm vào Schumacher quá nhiều thì anh ta đang cầm trên người một chú Văn đang có hai cái giáp máu nhở, hai cái giáp máu đánh thì phải kiểu cầm chừng á, chứ còn lao vào Onin thì giáp máu sẽ không ngon. Rồi bỏ cái trụ thứ hai rồi, nếu như bắt vào ví dụ như là Kingen hay là Kaelin mà không sáu sâu lấy trụ rất nhanh 5.000 tiền chênh lệch đến từ DK để xem là DK endgame thế nào thôi. Bù la vào luôn đại bằng tiến bơ tên lửa giải vào và Lucid chết không kịp làm gì cả, làm chậm liên tục đến từ Wayfarer lát qua làm chậm tiếp keo lin nằm xuống của Wayfarer bet Uma chưa nằm. Đạp cái chạp là cục, đạp cái chạp là cục. Kingen, what the fuck Kingen, anh thà mới làm cái gì thế? Và anh thà có một quả thật sự là quá kinh khủng, tôi không biết nữa. Hả? Anh phân tích hộ tôi với anh Khải à? Tôi nghĩ rằng là anh ta sẽ phải làm một cái điều đó hay hơn với cái tốc biến trên người của mình, bởi vì tình huống đó là Wuma Yoshi đã hết rất ít máu rồi. Đây làm gì vậy anh Thà? Nếu như anh ta họ lát tình huống tốc biến có thể sẽ là một thứ ra tranh đẹp hơn. Tốc biến rất khó hiểu, vấn đề là đi cây thờ râu rồi phải cơ ăn được tầm nhìn cua Baron để T1 đẹp tiếp. Trời ơi, đi cây vừa làm cái quái gì vậy? Ôi, pha thờ râu phải nói là đúng là đi cây. Nhưng thực sự đây là ván đấu rất tệ của T1. Đây là một ván đấu cực kỳ tệ. Mưa tên lửa không tốt đến từ Zerg và Faker lại 1-2. Khó rồi, flash qua đến từ Showmaker. Có nhảy nhưng cứu cánh. Showmaker không nhảy được đi. Showmaker nằm xuống nhưng Jerry double kill và Keria cũng như Honor đang phải chạy bắt tay hai người khá tốt. Keria 4-3 thì khó rồi. Keria chắc chắn là nằm, một trong hai người phải chết. Quan trọng là ai chết thôi. Keria sẽ nằm xuống trong pha này để cho đồng đội của mình rút lui. Đã có sẵn một mạng gục, chắc chắn 100% là Keria sẽ là cú triple kill không chính thức dành cho mình, đấy là điều chắc chắn luôn. Có giáp máu, có giáp máu. Đã tới, sẵn sàng để tấn công, thiết kiếm đã trúng. Keria sử dụng kỹ năng của mình đã không thành công lắm. Lucid, anh ta sẽ ăn được con rồng, còn ngừng lại. Ba rồng cho DK và mặc dù là throw nhưng mà vẫn là ưu thế với các mục tiêu dành cho DK. 10 của Uma Yoshi. Faker có đồ 4. Keria không nên đi vào những cái vùng tối, nhưng mà Faker thì sao? Faker không có tốc biến, trong pha này. Đúng không? Những pha này là chắc chắn kinh nghiệm rất nhiều, nó không phải vấn đề gì Faker. Cái quan trọng là bây giờ bên phía của DK sẽ làm gì? Tự nhiên họ đang có một đống lợi thế, sao bây giờ họ để rồi Faker. Chết rồi. Pha này thì mình kiếm đã trúng, có lên cả là thảm lửa và tôi đi bỏ thử cho mọi người. Chắc là chết rồi. Và Faker đã 36 giây tình huống mà mang lại lợi thế rất lớn. Kiên nhẫn, sự đúng là kiên nhẫn luôn. Faker ván này mắc rất nhiều sai lầm nhá. Những cái tình huống không đáng có để đối phương khai thác. Cái pha cấp 1 cũng rất là khó hiểu, đến cái pha mà lao lên Odin Blue Seed cũng cực kỳ khó hiểu luôn. Có nguy cơ bị tấn công bởi các thành viên phía DK, đó lý do vì sao họ để rất nhiều thành viên ở nửa cánh trên bản đồ và chỉ một mình Faker phòng ở nửa cánh dưới mà thôi. Rồi hai cái vô cực kiếm, hai con xạ thủ kìa. Cánh dưới này và nó khiến cho Baron thì vừa ra, Faker 20 giây nữa mới có mặt và bên phía của DK chắc chắn là muốn ép vào con Baron này rồi. Họ sẽ cần phải có, họ có khoảng 15 giây để có thể di chuyển đội hình. Cần phải cân nhắc rất kỹ nếu như họ muốn cạnh tranh. 10 giây. Baron thì ăn rất nhanh với hai xạ thủ. Hai cái vô cực kiếm ăn Baron quá nhanh, và nếu như pha này T1 dứa là họ có thể đi. Bắt tay tốt. Tê lê. Nào, Thái Dương hạ sát không trúng rồi, dồn sát thương Kelly lại chết. T1 có một khả năng dồn ba chiêu cuối rất mạnh, đại băng tiễn, bô la băng và mưa tên lửa. Nếu như các mục tiêu không có khăn thì bốc hơi rất nhanh. Bên phía của T1, cái thứ họ thiếu không phải là chống chịu mà họ thiếu sát thương mà thôi. Nhưng bây giờ vấn đề đó đã được giải quyết khi Faker anh ta đã hoàn thành xong được đó là bốn món trang bị lớn rồi. Hơn người, nhưng mà T1 liệu có làm gì được hay không đây? Tôi nghĩ là không, Honor chưa kịp heal lại với cái máu giáp máu thì anh ta lại tiếp tục bị ăn trưởng. Chuẩn như những gì họ đang làm từ nãy tới giờ. Chắc chắn là những pha tranh họ sẽ có được lợi thế. Kingen chưa có những món đồ giúp anh ta có. Aiming rất là tự tin nha, Aiming cực kỳ tự tin. Nào nhưng bắt Aiming được không? Bắt Aiming, bắt thẳng Aiming luôn Kingen. Aiming về thôi. Anh nhiều chuyện quá. Ui, Faker bắn là rất đau nhưng Aiming bắn cũng đau không kém luôn. Faker hạ gục được Aiming rồi. Chiều cuối tốt đến từ vị trí của Keria. Chết tiếp cho Faker. Ơ kìa, đi cây làm gì đấy? Một mình kinh Baron thôi. Khó để chạy ta bật chiêu cuối lên.
anh ta đã cố gắng bỏ chạy, nhưng ai có thể cứu được anh ta đây? Quá khó cho anh ta rồi, và hơi khó cho anh ta có thể bỏ đọc chạy. Quy vào bộ bộ thành công, bộ hai yếu chưa kìa, và bộ ba của ta không hề có được cái lợi thế. Anh ta đang cố gắng giữ chân Honor lại, Comadon vẫn đang trong tầm ngắm kính, đang cố gắng câu kéo, anh ta cố gắng câu kéo ta dây cho đối phương không thể ăn được Comadon, nhưng cái gành quái vẫn có thể câu kéo. Anh ta lại một lần nữa, anh ta bật những gì có thể lên chứ không thành công. Aatrox đã gãy cánh và không còn có bất cứ một cơ hội nào cho King Gun có thể. 16 giây cú quét 4 người cho bên phía của T1 với một cái tình huống mà Kellyn tiếp tục là mục tiêu bù là đại băng tiễn và mưa tên lửa. Và vừa rồi Aiming phải dùng tất cả mọi thứ để chạy nhưng cũng không thể chạy nổi. Ba đòn thứ hai cho T1 và họ sẽ có con rồng nguyên tố hay chăng đây? Và để rồi khiến cho Aiming mất flash, mất tẩy, mất khăn giải thuật. Xạ thủ mình cũng như đường trên lùi về. Đây là tình huống mà dòng nước cho T1, Baron cho T1. Quá muộn đi. Và tôi nghĩ rằng nếu anh ta có dùng sớm hơn thì cây quăng xuống mà thôi. Một tình huống đi cây quăng ác quỷ ở trong cái ván đấu này luôn. Ba dòng đều và chúng ta cần con dòng thứ 7. Ván đấu gì thế này? Bắp Baron để nào đại băng tiễn vào và mất nhanh như điện rồi thì lấy cái gì phòng ngự? Bula vào luôn, mưa tên lửa trải xuống. Và tiếp tục là Kellyn bị sấy, Kellyn bị bắn, Kellyn lại chết rồi. Không thể nào cứu được bản thân của mình. Showmaker sẽ cố gắng T1 mở thẳng vào con tanh của DK và thôi chịu thôi. 2 mega. Nhưng đây sẽ là một tình huống mà T1 tiếp tục sẽ không có 3 chiêu cuối. Và King Gun đi đâu đây? Tốc biến đổi tốc biến, nhưng mà King Gun thì sẽ bị làm chậm. Keria có được cho mình cái bắt tay. Anh ta chưa bao giờ bị dí nhiều đến như thế. Anh ta bị Keria dí. Không có King Gun thì ba con đam này lấy ai để có thể làm tường đây? Aiming bật điện đạt đỉnh điểm clear lính. Một thúc súng vào người của Faker cho Faker vẫn nhưng King Gun thì vẫn đang bị đuổi. Anh ta đang tìm một cách để bỏ chạy và anh ta đang đứng một mình. Anh ta T1 cần có phải nhớ những cái tham minh nha, phải nhớ những cái tham minh 1 phút 50 giây nữa với con rồng nguyên tố rất quan trọng. Đây sẽ là cơ hội gần như là cuối cùng của DK để họ ăn cái ván này. Rồi họ không dám ra, bởi vì nếu họ ra lính đẩy vào và T1 tele với không có tele của Faker thì T1 họ có thể đẩy thẳng vào để end game. DK chưa giải quyết được. Và T1 cũng đã hồn giống nước cho T1. Đây là khoảng thời gian mà Wumayushi cũng như là Faker sẽ chơi cực kỳ thoải mái với những cái món bảo hiểm trên người của họ. Pha vừa rồi DK không dám giao tranh. Trong một tình huống mà hình như là họ không tham minh được cái tele của Faker thì phải. Họ không tham minh được cái tele của Faker chưa hồi lại. Nếu mà tham minh được thì chơi thôi. Tại vì làm gì có tele để vào nhà backdoor đâu. Nhưng mà cái Thor bên phía của DK đang có nó không phải là vị thần Thor mà là Thor nhau vấp kỹ. Là thi nhau vấp cỏ. Hết người này tới người kia. Thor nhau vấp kỹ mà. Cứ như thế này thì tôi cảm giác là quá khó để bạn có thể làm điều gì chứ. Một Zeus hiện tại đã có đầy đủ 4 món rưỡi mặt trang bị, đã có được cái đồng hồ và sẵn sàng chỉ từ muốn tấn công tiếp theo. Chưa kể đến anh ta có đồ xuyên kháng phép nữa. Những người có những lượng kháng phép yếu lại càng bị đốt rất đau. Với mũ phù thủy cộng kèm thêm cái khả năng xuyên kháng phép và thêm mặt nạ, không gì có thể cản được. Đây bây giờ đại bàng tiễn trúng người nào là thả mưa tên lửa cho đó luôn, không hề lo sợ. Chính xác như vậy. Và với những cái nhịp tình huống xử lý chiêu cuối trượt như thế này thì T1 cũng sẽ phải cần cẩn thận hơn trong những nhịp họ tấn công Baron. Bộ la băng vừa rồi không trúng, tức cái thành viên của T1 họ đang cần phải lùi ra tí xíu để có thể chống tình huống tấn công tiếp theo đến từ đối phương. Mất thế à? Những gì có thể đó là cái thành viên của T1. Và đang mất thế à? Sẵn sàng để tiếp tục. Baron flash rất nhanh của Honor nhưng mà với linh hồn dòng nước, sức mạnh của linh hồn dòng nước, sức hộ mạnh của linh hồn dòng nước. Đội hình của T1 là đội hình Aram mình đánh giá là cũng rất là mạnh. Đặt tham vọng được không? Vẫn không được. Ingen bắt buộc phải xuống bot để có thể giải quyết lính vì khi mà anh ta có tele nhưng tốc độ ăn Baron của T1 là quá nhanh. Lucid không vào được, rồi có tốc biến. Kellyn đang bị giữ lại, lại là Kellyn. Kellyn có mất tốc biến hay không? Vừa tên lửa giải và đúng 2 AD. Đại băng tiễn đúng chúng xác, chuẩn xác rồi và Kellyn đi bộ về được. Nhưng nó chỉ là Bola của W mà thôi. Nó chưa đủ, bắt tay vào không thành công. Bên phía T1 đang sẵn sàng chờ đợi. Họ đang chờ đợi cho cái đại băng tiễn của Gumi Sikotel lại được. Ui, Kellyn bị bắn xấy quá đầu rồi. Thiên đỉnh kiếm quay ngược lại và rớt. Ơ kìa, kích rớt. What the fuck rớt? Đồng hồ đâu? Thì Aiming và Soberger đã không còn có thể thở được. Cả hai đều đang rất yếu mẫu. King Gun vòng sau. King Gun đi đâu vậy? King Gun vòng sau. Anh ta chặn lính nhưng mà còn 3 con. Nhưng mà bây giờ anh ta mới là người bị chặn, anh ta đã cần phải bỏ chạy. Tê lê để chặn đầu luôn. Sự tàn nhẫn như thế. Anh Thà ơi, anh Thà ơi. Vô la không đến tầm rồi. Quy 3 for la, nhưng Faker cũng có tốc biến. Và cái gương nằm xuống. Anh Thà chơi game gì đây? Quá tàn bạo đây là đội viên của T1 và không hề cho. Tôi thề với bạn luôn đến trận này. Bám đi cây tệ quá nổi.
người đứng tuyến đầu của rồi bô la vào luôn, xong với cơ ăn bắt tay không nhảy được rồi, mưa tên lửa giải ra và chụp chất điên loạn vào. Ê mình bị kẹt lại, ê mình đang bắn vào đồng đội, ê mình nằm xuống double kill cho Kubayushi. Và tôi thề với các bạn luôn, ván này hai đội đều dở cả, nhưng mà đội tôi dở hơn là DK. Faker lao lên, Faker không có mạng bởi vì đó là đại bác đẩy lùi cho Faker nhảy về. Honor solo với Lucid và ván đấu này tôi nghĩ rằng nên chấm build gì cho Honor bởi vì ba co của T1 đều có lỗi. Để cho T1 có thể vực dậy. Bô la đại băng tiễn, lốc xoáy tử vong tầm xa. Còn đội hình của DK thì trong đội của DK con Vidali kia chơi kiểu gì ta? Ông thể đội DK pick đổi khó đánh dã man luôn bạn. Ép vào con Lucian Nami là cực kỳ khó chơi nhá. Nhưng mà xạ thủ hiện tại có con nào Kai'Sa cộng Nautilus thì đi đường không lại con Raven Ash. Đúng không? Lucian Nami thì cũng đang là cái áp lực đi đường mà bên phía của DK rất ngại, bởi vì ở cái thời điểm hiện tại thì với cái ngọc tác tổ hợp thay đổi thì con Lucian này bây giờ nó không cầm nó phủ đầu nữa, mà nó sẽ cầm sẵn sàng tấn công để nó mua cái bóc rìa thủy quái. Anh ta ăn, anh ta bị đổi mạng Gumayushi chẳng hạn, đấy sẽ là thôi tan vỡ rồi. Như vậy sẽ làm tình huống đổi sâu đến từ bên phía của T1, nhưng mà liệu T1 có deny được cái stack đang bị dính kỹ năng và rồi honor chơi luôn, đóng băng vào dậm nhảy tên lửa. Lucid flat qua đấy từ Lucid, đu dây móc phi thân không đủ tầm rồi. Lucid mất tốc biến và như vậy là T1 mục đích của họ sẽ ở đây sẽ chỉ là ăn sâu thôi, ăn hai sâu sau đó là té. Bài vàng giáo chồng vào rớt flat đi, có định mệnh bù la vào. Showmaker đóng lồng luôn đến từ vị trí của rớt, đu dây bóc phi tân. Showmaker không tê lệ, à không tốc biến mà Faker vét hết được không? Faker hồi lại nhảy, Faker tấn công vào Kingen, đóng băng Kingen trước, lông xoáy tử vong hình như là chưa trúng thì phải. Thôi thôi thôi, chạy. Bài vàng. Ừ nhưng mà nhảy chơi luôn. Có lát qua đấy từ Keria ăn mạng. Thôi chết hết rồi. Ba hai cho T1 nhưng ở nửa dưới trong cây tận dụng tốt, nhưng mà thả sứ giả ngược lại thì T1 cũng sẽ lấy được máu trụ thôi. Ăn trụ sẽ hơi khó. Thế bế tắc từ đấy tới giờ họ chưa thể nào có thể cải thiện được. Họ có thể làm được. Ara một chút đến từ T1. Lên cái bức tường và sẵn sàng cho thủ lao và tấn công. Ai sẽ là người lái hay để cho nó tự xử rồi. Như vậy để cho nó tự xử rồi. Ý, có người lái. Và người lái là Honor với khả năng trâu của mình. Bô la băng không có, nhưng người ta đủ trâu để lùi về được ngay lập tức. Không gặp vấn đề gì cả. Đang sẵn sàng để chờ sứ giả vào tạo điều kiện cho Faker đẩy cánh thôi. Rớt di chuyển lên trên. Kinh Nguyên không có thành không có cái tốc hành sẽ hơi khó để tay đôi bọn Cơmil này, không thả diều được. Hay mình hai món thôi. Umayoshi thì sẽ là cái mũi khoan à. Thì việc có được một gánh để lấy sớm nó sẽ cực kỳ là nguy hiểm, và vừa rồi thì suýt chút nữa Kingen bắt lại. Vua và vấn đề là Kingen 305 stack rồi à, 305 stack dành cho Gumayushi. Nếu như anh ta tìm được mạng gục đầu tiên dành cho bản thân của mình thì mọi thứ sẽ rất tệ dành cho các thành viên DK. Họ không muốn lượng tiền đó được bùi thêm đến từ đắc thắng nữa. Đúng. Mọi thứ sẽ cực kỳ tệ. Còn trong khi đó thì các thành viên của T1, nhiệm vụ của họ chắc là cũng sẽ duy nhất mà thôi. Làm sao cho Raven có được mạng gục đầu tiên. Cái con Raven này của Gumayushi mua cái mũi khoan này là chưa biết là mua gì đâu. Nó đừng sẽ giống như cái cảnh trước đó. Lông đuôi mũi khoan búa tiến công anh em ơi. Búa tiến công rồi. Đại băng tiến không trúng đến từ vị trí của Keria và Faker đang tay đôi, nhưng Faker hết mana rồi. Faker thắng với tình huống đại băng đẩy lùi. Nhưng Faker hồi lại đắp lều có flat đến từ Faker. Flat đi. Giáo hụt rồi. Rất tuyệt vời đến từ Faker. Đường giữa của T1 lại một lần nữa lên tiếng với tình huống solo kill cực kỳ mãn nhãn với Showmaker bên phía bên kia. Và tôi đang nhìn thấy những giò lô. Ai à. Rất quái. Nhìn thì rất Faker nhưng lại là biter, đúng không nào? Câu đủ thứ trong đời cả. Anh ta fake luôn. Đây. Pha solo kill này. Đó là một tình huống giao tiếp đến từ ui, pha vừa rồi. Không trúng cái đại băng tiến. Không sao. Faker vẫn lo được với cái tốc biến trên người của mình. Và thậm chí anh ta còn giữ được tốc biến để thoát đi trong tình huống đó. Nào đóng lồng ấy mình lại lốc xoáy tử vong đẩy ra. Ấy mình có chết không? Ấy mình không chết, rớt chết ngược. Tí hoạt ơi, thôi. Quá rồi. Baron. Côn Baron đến từ DK. Côn Baron đến từ DK, nhưng mà bên này thì Faker có tele và DK không còn chiêu cuối nào để đánh nhau nữa. T1 còn một chiêu cuối của Faker.
và anh ta đang rất muốn làm câu chuyện đó. Đã chắc chắn rồi, ép tê lê thôi chứ đi cây làm sao ăn được con Baron này. Hết máu rồi. Tiền của Kerria nó không có, nó đang đợi một tí xíu nữa có thể hồi lại. King Ngân cầm sẵn bài và lượng tầm nhìn cung cấp hiện tại nó đang đủ để giúp cho Kerria biết được King Ngân đang đi đâu và làm gì. Rồi. Sẽ là pha ép lính đường giữa để lấy trụ 2, đổi lấy trụ 1 đứng trên. Họ đang muốn làm chuyện đó, Aiming đang muốn có công trình. Khu vực đường giữa đang không thể phòng ngự được DK với Showmaker và King Ngân là không đủ sức phòng ngự đá băng tiên. Không để Showmaker né được và ta thành công với câu chuyện né được đó. Nhưng đổi như thế này thì là quá lời cho T1 rồi. Gặp Lazy Fuse rồi. Cú lao của Lucid nó chưa thể tìm kiếm được. Đó gì ấy? King Ngân. King Ngân lên đánh nhau Faker và King Ngân đang phải bỏ chạy. Bắt làm sao lại? King Ngân pha này xử lý nó đang. Rồi Lucid thì sao đây? Bài vàng nhưng mà chắc chắn là giáo sẽ được chắn và Lucid nhảy vào Faker không tốc biến, Faker nằm xuống đổi mạng lại Nidalee. Tê lê rồi, Gumayushi đã xả nội tại và tiếp tục sẽ là King Ngân đi theo thôi. Chắc chắn là đi một dìu nữa, cú double kill. Gumayushi cuối cùng đã lên tiếng. Một tình huống rút tiền với con số đó là 851 vàng. Và double kill dành cho xạ thủ của T1. Một tình huống mà King Ngân đã quá dướn với nhịp tốc biến lên bài vàng của mình. Đúng là như vậy. Làm gì có CC đánh Nidalee và thế rồi. Showmaker đóng lồng vào chết chắc vượt mạng thứ 3. Nó có thể là cú triple kill không à? Không chính thức. Không chính thức. Đúng rồi. Và rõ ràng là vì cái lượng sát thương không phải là vấn đề của T1 bây giờ. Và thậm chí cái khả năng chống chịu cũng chẳng phải vấn đề của họ khi mà owner đang cực kỳ trâu với cái tụ bão dích trên người cộng thêm là ra máu qua bốc nữa. Thấu kính đã phát hiện được cái trâu chứ mà đồ này cũng qua UC để anh ta chết đấy cả rồi. Xong Kerria flat xuống CC các bạn không thấy không, đùi của DK một cái là không có CC nào cả để đánh giữ Nidalee ấy à. Nhưng mà Pop thôi một hồi thấy cũng đau à, bài vàng đại bác xong phải giáo vào á, đau á đau á đau á đau á đau á đau á. Faker đang ăn con cốc, còn rất phụ cho Faker ăn con cốc và các thành viên của DK ăn được con cốc thành trường. Ngủ giải bóc phí thần và King Ngân chết quá nhanh rồi. Gubayushi thì khá trâu, Gubayushi chưa nằm luôn. Sức mạnh của búa tiến công nỏ từ thủ anh em ơi. Năm anh em đều cùng ăn mạng. Dành cho bên phía của T1 Uma không chết trong pha vừa rồi với cái đò từ thủ. Không phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Và đây có thể là con Baron sẽ giúp cho T1 tiến tới tình huống endgame hay chăng đây. Sẽ là như vậy. Endgame không có một cơ hội nào dành cho DK cả. T1 họ đang sẵn sàng để có được cơ hội ở nhà chính thứ nhất. Ai không đi cây gọi là đạt KPI nhà chính thứ hai. Và T1 xuất sắc có được điểm số đầu tiên của mình ở trong tuần thi đấu này của LCK. Rất tuyệt vời. Tuần thi đấu thứ nhất đã kết thúc không suôn sẻ lắm dành cho đoàn quân của Faker.